Xin chào anh chị, tôi là một chuyên gia về sức khỏe của kênh thảo dược số 1. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với anh chị về top 8 lý do người tiểu đường nên biết đến cây cỏ ngọt. Cây cỏ ngọt hay còn gọi là cỏ stevia, cúc ngọt là một loại thực vật có hoa thuộc họ cúc. Cây có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được trồng ở nhiều nơi trên thế giới để làm chất tạo ngọt và làm thuốc. Cỏ ngọt có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người tiểu đường. Dưới đây là top 8 lý do người tiểu đường nên dùng cây cỏ ngọt. Lý do thứ nhất, giảm lượng đường trong máu. Cỏ ngọt có chứa các hợp chất steviol glycoside, có độ ngọt gấp 300 lần so với đường mía nhưng không chứa calo và không ảnh hưởng đến mức đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy cỏ ngọt có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn ở người tiểu đường loại 2. Lý do thứ hai, giảm mức cholesterol. Cỏ ngọt cũng có thể giúp cải thiện mức cholesterol trong máu bằng cách giảm mức cholesterol tổng hợp, cholesterol LDL hay còn gọi là cholesterol xấu và triglyceride, đồng thời tăng mức cholesterol HDL hay còn gọi là cholesterol tốt. Việc giảm mức cholesterol có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch, một biến chứng thường gặp ở người tiểu đường. Lý do thứ ba, giảm huyết áp. Cỏ ngọt cũng có tác dụng hạ huyết áp bằng cách ức chế hoạt động của một enzyme gọi là angiotensin E-converting enzyme có vai trò trong quá trình co thắt các mạch máu. Việc giảm huyết áp có thể giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận, những biến chứng nguy hiểm ở người tiểu đường. Lý do thứ tư, giảm cân. Cỏ ngọt cũng có thể giúp người tiểu đường giảm cân bằng cách thay thế đường và các chất làm ngọt nhân tạo trong chế độ ăn uống. Cỏ ngọt không chỉ không cung cấp calo mà còn có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và ăn quá no. Việc giảm cân có thể giúp cải thiện đáp ứng insulin và kiểm soát đường huyết tốt hơn. Lý do thứ năm, tăng miễn dịch. Cỏ ngọt cũng có thể tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sự sản xuất của các tế bào bạch cầu, có vai trò trong việc phòng chống các bệnh nhiễm trùng. Người tiểu đường thường có hệ miễn dịch yếu và dễ bị nhiễm trùng, do đó việc tăng miễn dịch là rất quan trọng. Lý do thứ sáu, chống oxy hóa. Cỏ ngọt cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, phenolic acid và terpenoid có khả năng bảo vệ các tế bào khỏi sự hư hại của các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định, có thể gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Người tiểu đường thường có mức oxy hóa cao hơn người bình thường, do đó việc chống oxy hóa là rất cần thiết. Lý do thứ bảy, chống viêm. Cỏ ngọt cũng có tác dụng chống viêm bằng cách ức chế các yếu tố gây viêm như sitokai và prostaglandin. Viêm là một phản ứng bảo vệ của cơ thể, nhưng nếu kéo dài có thể gây ra các bệnh mãn tính như viêm khớp viêm đại tràng và viêm gan người tiểu đường thường có mức viêm cao hơn người bình thường do đó việc chống viêm là rất hữu ích lý do thứ tám chống nấm cỏ ngọt cũng có khả năng chống nấm bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các loài nấm gây bệnh như candida albicans aspergillus niger và fusarium solani nấm là một loại vi sinh vật có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng da niêm mạc và các cơ quan nội tạng người tiểu đường thường dễ bị nhiễm nấm Do đó việc chống nấm là rất cần thiết. Vậy là tôi đã chia sẻ với anh chị về top 8 lý do người tiểu đường nên biết đến cây cỏ ngọt. Hy vọng bài viết này sẽ giúp anh chị hiểu hơn về cây cỏ ngọt và cách sử dụng nó một cách hiệu quả và an toàn. Nếu anh chị thấy bài viết này hữu ích, hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để theo dõi những bài viết mới nhất về sức khỏe và thảo dược. Anh chị có thể tìm kiếm trên YouTube hoặc nhấn vào đường link dưới. Ngoài ra, nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm cỏ ngọt anh chị có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 tại Việt Nam là thảo dược số 1. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thảo dược chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. Anh chị có thể gọi đến số điện thoại 0982 957 282 để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn anh chị đã xem video này. Tôi hy vọng anh chị sẽ thử dùng cỏ ngọt và cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời của nó. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân để họ cũng có thể biết đến cây cỏ ngọt chúc anh chị một ngày tốt lành